Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, dự kiến ngày 7 tháng 1 năm 2022, Quảng Ninh đón đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Đây sẽ là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh theo chương trình thí điểm. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cộng đồng, các cơ sở kinh doanh, lưu trú phải thực hiện cam kết về kiểm tra COVID-19 định kỳ và ngẫu nhiên, triển khai công nghệ thông minh trong khai báo y tế như là tạo mã QR, cài đặt và khai báo y tế qua ứng dụng du lịch Việt Nam An Toàn. Tất cả các nhân viên du lịch phục vụ khách quốc tế phải tuân thủ phương án 3 tại chỗ, tiêm đủ liều vaccine, bố trí các khu vực đệm để cách ly du khách trong trường hợp có ca nghi nhiễm COVID-19 hoặc có biểu hiện dịch bệnh. Quảng Ninh cũng xây dựng phương án thí điểm đưa khách du lịch quốc tế tới các khu điểm du lịch tương đối biệt lập với cộng đồng dân cư. Tạm thời chỉ cho phép các cơ sở lưu trú từ 4 đến 5 sao mới được đón khách quốc tế. Quyết tâm phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới hoạt động thi công, nhà thầu thi công các công trình dự án trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trong công trường, đặc biệt là thực hiện xét nghiệm sàng lọc công nhân hàng tuần. Ghi nhận tại dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Cùng với việc xét nghiệm COVID-19 cho công nhân mới đến làm việc trên công trường, hàng tuần, đơn vị nhà thầu này cũng tự lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho 20% công nhân theo quy định. Tất cả các buổi xét nghiệm đều có sự giám sát của chủ đầu tư. Tại công trường ở đường bao biển, thì nhà thầu chúng tôi thì luôn sẵn sàng mở các bộ kit xét nghiệm nhanh đáp ứng hàng tuần là xét nghiệm cho 20% quân số lao động thường trực tại công trường. Thì với tình hình vừa qua thì trên địa bàn thành phố Hạ Long có một số công trường phát sinh những cái ca F0. Thì theo yêu cầu của chính quyền địa phương thì ngày 30 tháng 11 toàn bộ công trình đã tổ chức xét test nhanh cho 100% số cán bộ công nhân viên lao động tại công trường và không có ca nào là dương tính. Thì trên tinh thần đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của tỉnh. Trong quá trình test nhanh thì chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện của nhà thầu. Sau mỗi lần test thì chúng tôi đều báo cáo với chính quyền địa phương về kết quả thực hiện. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, toàn bộ người lao động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Đối với các trường hợp trong quá trình làm việc phải di chuyển, tiếp xúc nhiều và có nguy cơ cao đều phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên. Trong số 20% này thì chúng tôi ưu tiên một số nhóm, đó là cái nhóm thường nhà bếp thường xuyên đi chợ này, rồi những cái nhóm mà thường xuyên đi làm việc bên ngoài là tuần nào cũng sẽ xét nghiệm những cái nhân sự đấy, và cái số còn lại thì sẽ luân chuyển giữa các cán bộ còn lại, là tuần này sẽ xét nghiệm và tuần sau sẽ đẩy những nhân sự khác vào để đảm bảo là trong một tháng là chúng tôi xét nghiệm toàn bộ là 100%. Các công trường xây dựng là khu vực được xác định có nguy cơ cao xâm nhiễm dịch COVID-19. Do vậy, việc xét nghiệm sàng lọc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần tiếp tục được tăng cường thực hiện để qua đó đảm bảo thi công liên tục, nhất là trong thời điểm tăng tốc về đích hoàn thành các dự án. Là một trong những lực lượng tuyến đầu từ khi xuất hiện dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, tích cực tham gia phòng chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và bình yên cuộc sống nhân dân. Phóng sự thực hiện tại huyện Đầm Hà. Hơn nửa tháng nay, từ khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn huyện Đầm Hà, xã Tân Bình được xác định là địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp với nhiều ca F0 nhất. Để nhanh chóng phục vụ công tác phòng chống dịch, công an huyện đã chi viện cho công an xã thêm 24 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng tham gia truy vết, khoanh vùng dập dịch, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc thực hiện nghiêm nội quy quy định điều lệnh công an nhân dân, các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Anh em phải chia ca, chia kíp ra để đảm bảo về cái việc là luôn luôn có người ứng trực, truy vết kịp thời những ca F0, F1 để từ đó mà chúng ta khoanh vùng kịp thời, cuối buổi sẽ được test nhanh. Sau đó thì thường từ 2 đến 3 ngày sẽ được test PCR một lần. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, từ ngày 13 tháng 11 đến nay, Công an huyện Đầm Hà đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, truy vết được 100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Phân công lực lượng chủ trì đảm bảo an ninh trật tự hai điểm cách ly tập trung.
chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với các tổ phòng chống COVID cộng đồng, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, chủ động đảm bảo hậu cần, phục vụ phòng chống dịch theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ. Thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ virus SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, không để cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo của tôi thì cũng nhất là đồng chí bí thư đảng ủy trưởng công an huyện thường xuyên quán triệt chỉ đạo và cũng quy trách nhiệm cho đồng chí đội trưởng các cái đội nghiệp vụ như là chỉ huy công an các xã thị trấn ở địa bàn nào để xảy ra những cái tình hình phát sinh những cái tình hình phức tạp lây dịch bệnh vào cán bộ chiến sĩ thì các đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm trước tập thể đảng ủy và lãnh đạo công an huyện. Cùng với việc huy động lực lượng tích cực tham gia phòng chống dịch, công an huyện Đầm Hà đang nhân rộng mô hình camera an ninh lắp đặt tại các địa điểm công cộng, giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc gần, góp phần bảo vệ sức khỏe lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hôm qua tại huyện Bình Liêu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu tổ chức diễn tập đáp ứng với tình huống dịch bệnh trong trường hợp giả định có ca mắc COVID-19. Thông qua diễn tập nhằm giúp các nhân viên y tế nắm được quy trình điều tra, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly và chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp đón, di chuyển người bệnh an toàn, nhanh chóng, đồng thời tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ phản ứng nhanh, thực hành xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên y tế, không để dịch lan rộng trong cộng đồng. Những năm qua, Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh thành trong cả nước tự cân đối được ngân sách, chủ động ban hành nhiều chính sách đặc thù với mức trợ cấp, trợ giúp xã hội cao hơn mức bình quân chung cả nước. Để tiếp tục quan tâm đầy đủ đến người yếu thế trong cộng đồng, tại kỳ họp lần thứ 2, khóa 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 21 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Nghị quyết này đã thêm niềm tin, nghị lực cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Phản ánh tại huyện Bình Liêu. Gia đình ông Hoàng Văn Trướng ở thôn Bắc Tri, xã Vô Ngại, vốn là hộ nghèo. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông bà vẫn đang phải nuôi cháu nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mới đây, nhờ khoản trợ cấp hàng tháng của tỉnh theo nghị quyết 21, gia đình ông Trướng có thêm điều kiện để nuôi dạy cháu ăn học. Đảng nhà nước quan tâm hỗ trợ cho cháu một tháng là được hơn 1 triệu thì cũng đủ điều kiện để chăm sóc cho cháu. Rất là cảm ơn Đảng nhà nước, các cái lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm đến cháu. Trên địa bàn xã Vô Ngại thì hiện nay có 140 đối tượng đang được thụ hưởng cái chế độ này. Đây là một trong những cái chính sách mà chúng tôi nhận thấy là hỗ trợ rất tốt và đặc biệt là góp phần vào ổn định đời sống, cuộc sống cho những đối tượng đã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế rồi là những đối tượng mà người cao tuổi, những đối tượng mà gặp rủi ro trong tai nạn. Động viên là nguồn động viên rất là lớn, cũng như là hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân. Triển khai nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn huyện Bình Liêu có hơn 400 đối tượng được thụ hưởng chính sách mới, với kinh phí trên 2,5 tỷ đồng một năm, tăng hơn 600 triệu đồng so với năm 2020. Hiện, 100% đối tượng thuộc diện thụ hưởng mới đã được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. Cùng với trợ cấp xã hội hàng tháng, các đối tượng thụ hưởng cũng được hỗ trợ về bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh, học phí và chi phí học tập cho trẻ đang đi học, chi phí mai táng, các hỗ trợ đột xuất như hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng, hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ lương thực và một số nội dung đặc thù khác. Gia đình rất cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ như gia đình chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế để nuôi con và gia đình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả đúng, đủ, kịp thời các cái chế độ theo tinh thần nghị quyết của 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền vận động các tổ chức, các doanh nghiệp và các mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để góp về nguồn lực và ngày công lao động để giúp đỡ cho các đối tượng bảo trợ xã hội là có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và đồng thời là góp một phần khó khăn cho các đối tượng để ổn định cuộc sống. Nghị quyết 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra đời đã cơ bản kịp thời hỗ trợ, từng bước cải thiện điều kiện sống, tiến tới nâng cao mức sống cho một bộ phận người dân, đặc biệt
với những người còn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Liêu nói riêng và 41.000 đối tượng trên địa bàn tỉnh nói chung, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải và một số ban ngành có liên quan họp bàn giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 331 và 338 đoạn qua thị xã Quảng Yên. Theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua, nhiều phương tiện vận chuyển đất đá phục vụ sàn lấp mặt bằng một số dự án trên địa bàn thị xã Quảng Yên có dấu hiệu chở quá tải trọng, gây hư hỏng hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Sau khi nghe các đơn vị, doanh nghiệp liên quan báo cáo, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, chủ đầu tư các công trình chấp hành nghiêm luật giao thông, nhất là quy định về tải trọng. Đối với chủ phương tiện cố tình vi phạm sẽ bị kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm để thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ năm 2020 đến nay, Quảng Ninh phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có do dịch COVID-19 gây ra. Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa đảm bảo an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Từ những thành quả xây dựng phát triển của cả quá trình kết tinh sức sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh, nhất là trong giai đoạn 2010-2020, cùng với những kết quả đạt được rất toàn diện và nổi bật mang tính lịch sử trong hai năm 2020-2021, Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng chống dịch và thực hiện thành công mục tiêu kép, khẳng định vị thế, uy tín, vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, tạo ra thế và lực mới, càng củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trước tác động của đại dịch COVID-19 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển năm 2022. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%. Thu hút vốn FDI đạt ít nhất 1,5 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PINDEX, CPAT, PAPI. 100% đơn vị cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 trên cơ sở kế thừa kết quả tích cực và phát huy bài học kinh nghiệm đã đạt được của giai đoạn 2016-2020. Thảo luận thông qua kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp chính quyền địa phương
phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ chi, lập dự toán. Đồng thời thảo luận quyết định một số chính sách ưu đãi đối với trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ thưởng cho học sinh tham gia đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, và giáo viên đào tạo học sinh giỏi đạt giải giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thông qua một số giải pháp kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2022, quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thông tư số 16 của Bộ Y tế, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Cũng trong sáng nay, kỳ họp đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chi tiết về kỳ họp sẽ được cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Ngay sau khi tiếp nhận 40.000 viên thuốc kháng virus Monopiravir tương đương với 1.000 liều theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ sở điều trị COVID-19 của Quảng Ninh đã nhanh chóng đưa vào điều trị cho những bệnh nhân có chỉ định. Theo đánh giá, các bệnh nhân được sử dụng thuốc này có những chuyển biến tích cực. Là một trong những đơn vị y tế thu dung điều trị đông bệnh nhân COVID-19 nhất trên địa bàn miền Đông, tính từ đầu tháng 11 đến nay, Trung tâm Y tế Tiên Yên đã tiếp nhận điều trị cho 35 bệnh nhân COVID-19, trong đó đã có những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus Monopiravir và đã có hiệu quả tích cực. Tôi dùng đến ngày thứ 5 rồi chị ạ. Khi mà tôi vào viện đã bắt đầu có triệu chứng là ho, khó thở, lúc đó là sốt nhẹ, đau người. Sau khi các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên là tôi dùng thuốc, bắt đầu các triệu chứng là giảm nhẹ, dần đến bây giờ hết tất cả các triệu chứng là hết, sức khỏe tôi bắt đầu ổn định dần. Có 14 ca đã dùng cái thuốc kháng virus là Monopiravir. Hiện tại thì những sức khỏe bệnh nhân rất là tốt, ăn ngủ tốt và xét nghiệm thì nó sẽ ổn dần lên và đợi ngày ra viện. Trong thời gian dùng thuốc Monopiravir thì bệnh nhân những cái tác dụng phụ hoặc là những tác dụng không mong muốn thì không có. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 24 tháng 11, ngay sau khi tiếp nhận thuốc kháng virus Monopiravir, đến ngày 5 tháng 12, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã sử dụng điều trị cho 206 bệnh nhân mắc COVID-19 trong giai đoạn đầu, với liều dùng 40 viên trong 5 ngày liên tục, theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Theo đó, đã có 113 bệnh nhân hoàn thành điều trị, 93 bệnh nhân đang điều trị. Sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tích cực. Thì cái hiệu quả của thuốc Monopiravir mang lại thì đã làm giảm cái diễn biến nặng của bệnh. Thứ hai đó là ở đây chúng tôi theo dõi thì thấy làm rút ngắn cái thời gian điều trị của bệnh. Từ những bệnh nhân trước thì có bệnh nhân thì có những triệu chứng và nằm phải theo dõi và điều trị đến tầm hơn 20 ngày. Thế sau khi cái dùng thuốc này thì bệnh nhân đưa kết quả mà dương tính về âm tính thì nhanh và có hiệu quả điều trị thì trong vòng 10 ngày là bệnh nhân có thể ra viện. Theo phân tầng mức độ bệnh, các bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình sẽ được điều trị ngay tại tuyến cơ sở. Với cơ chế hạn chế virus nhân lên, giảm triệu chứng, giảm nguy cơ trở nặng, rút ngắn thời gian điều trị, việc đưa Monopiravir vào điều trị cho các đối tượng bệnh nhân này ở tuyến cơ sở sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng hiệu quả điều trị khỏi ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến hoặc tử vong. Trung tâm Y tế Bình Liêu đã chuẩn bị sẵn sàng về cái nhân lực, trang thiết bị cơ sở y tế để đón bệnh nhân để điều trị COVID, nhất là có thêm thuốc nữa thì càng sẵn sàng. Tỷ lệ tiêm chủng cao, có thuốc điều trị, cộng với hệ thống y tế từ tỉnh tới cơ sở đủ năng lực thu dung điều trị COVID-19 là những điều kiện quan trọng giúp ngành y tế Quảng Ninh phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, để tránh quá tải hệ thống y tế, mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch. Hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm Real-Time PCR trị giá gần 1,5 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Thanh Phong trao tặng, giúp ngành y tế tuyến huyện nâng cao năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2, phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch nếu có, nhanh nhất. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới,
đặc biệt là việc chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, ngay cả khi xuất hiện các ca F0 trong cán bộ công nhân. Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều đã chủ động lập kế hoạch sản xuất và lập kế hoạch phòng chống dịch. Nếu như có những ca nhiễm, có thể là cho công nhân ăn ở tại chỗ, sinh hoạt tại chỗ để nhằm đảm bảo cái sản xuất duy trì. Cho đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã hoạt động 100%, không có đơn vị nào dừng sản xuất. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo ảnh hưởng đến nền kinh tế sẽ tiếp tục kéo dài. Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh là yếu tố quan trọng để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến nền kinh tế, thực hiện thành công chiến lược sống chung an toàn với dịch COVID-19 trong thời gian tới. Tối ngày 5 tháng 12 tại thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Hồ Chí Minh hành trình khát vọng năm 2021. Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Ninh được tuyên dương trong chương trình.